Mạnh Quỳnh bị tố vô ơn quý trì kỷ, nghi vấn ra tay với Hồ Văn Cường đòi lại công bằng. Mới đây thông tin đêm nhạc mang tên Nhớ Nhung sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 4. Đây là dịp để người thân và người hâm mộ của Phi Nhung tưởng nhớ những kỷ niệm đẹp đẽ về nữ nghệ sĩ sau hơn 7 tháng rời xa trần thế. Được biết chương trình này sẽ được tổ chức trong 5 đêm tại thành phố Hồ Chí Minh và một đêm ở Đà Lạt. Trong chương trình này sẽ có sự tham gia của Mạnh Quỳnh và các con nuôi của Phi Nhung như Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thi Ngân cùng hai học trò là Ngọc Phụng và Trường Sang. Những bản hit huyền thoại của Phi Nhung một lần nữa sẽ được tái hiện lại bởi những người đặc biệt mà cố nghệ sĩ yêu thương khi còn sống như Chiều Lên Bản Thượng, Giấc Mơ Cánh Co, Thu Một Người Dân, Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Mạnh Quỳnh vốn là người bạn tri kỷ đồng hành cùng cố nghệ sĩ trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Sau khi người bạn thân qua đời, Mạnh Quỳnh cũng rất đau buồn nên anh đã sáng tác ca khúc riêng tặng Phi Nhung. Theo tiết lộ của Mạnh Quỳnh thì đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mà anh thể hiện các ca khúc này. Ban đầu tôi muốn giữ lại các ca khúc này dành riêng cho mình và cho người bạn tri kỷ của mình. Nhưng nghĩ lại nếu cùng chia sẻ với những người yêu mến Phi Nhung thì có lẽ đâu đó Phi Nhung sẽ rất vui và hạnh phúc. Vì thế tôi quyết định sẽ thể hiện các sáng tác này trong đêm nhạc nhớ nhung. Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất tôi thể hiện các ca khúc này, Mạnh Quỳnh tâm sự. Điều đáng nói là các con nuôi của Phi Nhung cũng tham gia để tưởng nhớ đến người mẹ đã từng tâm huyết chỉ dạy, thì người hâm mộ lại thắc mắc về sự vắng mặt khó hiểu của Hồ Văn Cường. Từ khi rời xa Phi Nhung đến nay, không ít lần Hồ Văn Cường bị mắng vô ơn với mẹ nuôi, nhưng giọng ca nhí vẫn chưa từng lên tiếng giải thích mặc những chỉ trích từ cư dân mạng hồ văn cường vẫn tiếp tục hoạt động dưới sự nâng đỡ của danh ca ngọc sơn và bầu thụy netizen chưa từng gặp một động thái nào của hồ văn cường khi nhắc đến mẹ nuôi phi nhung